phần mở màn chiến dịch song đấu của Cùng Nhau Tỏa Sáng giữa các đội cá biệt ba đội. Đội nào sẽ chiếm được tình cảm của ban giám khảo và giành chiến thắng, giành lấy 20 triệu đồng và tích lũy được 3 điểm. Chị em mình giáp đấu trực chiến. Em không muốn nhóm đi theo một cái gì gọi là chuẩn mực, bởi đây là nhóm cá biệt. Chị cá biệt chuyên nghiệp 42 năm nay. Hãy đón xem màn tranh luận và kết quả của hai đội cá biệt ba đội và phần so tài của hai đội Tam Hạp Chánh Thân. Hãy đón xem tập 4 Cùng Nhau Tỏa Sáng lúc 21 giờ thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.